hello mọi người nha. Nay giới thiệu cho mọi người một cặp Honda. Đó, quá đẹp luôn. Honda CBR, gọi là bò rừng CBR 650R. Nha, bên tay trái em là chiếc đăng ký 2020. Cực kỳ đẹp luôn, biển số đẹp nha, biển số dễ nhìn. 26388 biển số Sài Gòn luôn. Màu đen nguyên con. Cực kỳ keng cọp luôn. Đây. 219.800.000 cho mọi người, biển số Sài Gòn. Máy tài gì? Máy gì ta? Máy lọc tài rồi phát, quá đẹp luôn. Nha, anh em kinh doanh mua bán nào mà lượng con biển số này là quá ok luôn. Đó, em đang kinh doanh nhưng mà em vẫn tin tưởng mấy cái gọi là số phong thủy này nha. Con này là Rebel 300. Biển số 47A1, 9 nút luôn, giá 91.800.000. Con này thì nhiều đồ chơi nha. Ngoài ra bên em còn có nhiều còn có 3 chiếc biển số Sài Gòn nữa. Anh em nào có nhu cầu thì cứ vào trang web của em tham khảo nha, hoặc là tới trực tiếp tham khảo cho dễ. Đó, hai chiếc nào cũng keng cọp hết. Rồi, đầu tiên em giới thiệu chiếc Rebel 300 này trước. Đó, lên mão nè. Ốp đầu đèn. Cái gì ta? Giá đỡ điện thoại nè, kiến đồ chơi nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cái này là miếng miếng bảo vệ ti phục nè, cho đóng xì nhớt nè, chống bụi văng vô chống xì nhớt á. Đó, cực kỳ keng cọp luôn mọi người. Vỏ dè này kia là mọi thứ còn ok hết. Thấy không? Đĩa thẳng băng nè mọi người. Mọi người thấy tay em không? Đĩa thẳng, ốc tán sáng trưng hết. Mọi thứ là còn đẹp len keng hết nha, không có gì để chê hết. Bộ sườn nè. Bộ mỏ cây với ra ốp sườn này cũng hết mua hết 50 mấy nha mọi người. Đó, nhìn nó đầy đặn cái xe hơn, mở ra thì nhìn nó chống chát. Quá trời đồ luôn, cục máy nhìn quá đã luôn. Thêm lọc gió đồ chơi nữa. Mọi người nhìn cục máy không? Quá keng xe ben luôn. Nhìn là mê liền. 300cc, nè, cục máy ấy đồn lọc gió đồ chơi nha mọi người. Nhìn giống như mấy chiếc hạt lây á. Mấy chiếc hạt lây lọc gió nó hay nằm phía bên này nè. Chủ xe độ đó cho là ok, đẹp. Về chắc anh em nào lên cái bô nó là gần full rồi, lên cái bô đó là hợp lý rồi, còn lại là giữ nguyên đẹp nha. Nè, bát biển số nè, nằm ở dưới gấp á, y chang như mấy thật lây. Anh em nào có thể gặp ra gặp vô được nha. Đó, mình bấm ở dưới này chốt rồi mình gặp vô. Sorry anh em nha, tay nó cầm quay nên thành ra nó gặp vô hơi chua. Mấy hai tay mới gặp vô được, bấm nút cho con tay gạch nha. Đó, quá đẹp keng luôn. Thiết kế gọi là ý luận gọi là bản độ gọi là đẹp y chang như mấy chiếc hạt lây vậy. Gặp ra gặp vô đó. Mà cũng anh thò tay ra mình đẩy ra. Nha, đồ chơi gấp tranh này như là mọi thứ là còn đẹp ok hết. Bao keng xe ben. Đăng ký 2019 nha, màu xám bạc. Anh em nói cái này là lên cái ghi đông mà bộ ghi đông dài nó chắc hợp với xe luôn đó. Quá đẹp luôn, nhìn cục máy nè. Không loáng tụi em rửa dọn sạch sẽ hết à. Nên anh em mua về chỉ biết đổ thêm xăng mà chạy thôi. Không cần phải nghĩ ngợi gì hết á. 2 chị này kia đầy đủ. Không, sườn bọng này kia là còn đẹp hết nha mọi người. Mọi người nhìn cái clip của em là biết cái chất lượng xe thế nào rồi nha. Đó. Quá đẹp luôn. Nhà nào có nhu cầu quán giao lưu trao đổi xe thì alo em nha. Em có hỗ trợ ship xe luôn. Rồi bây giờ em đề máy cho mọi người nghe tiếng nè. Tiếng máy cực kỳ êm ru luôn. Gù bọng này kia là mọi thứ là còn ok hết, quá đẹp luôn. Cùng kiếp này kia nè, keng xà men hết, không có gì để chê hết nha. Máy móc của em Honda Rebel 300 nha, đăng ký 2019.
biển số Đắk Lắk. Anh em muốn rút hồ sơ hay là muốn để biển chạy đi, ok hết, chín nút liền quá trời đồ chơi luôn, màu bạc đen. Đó, ngoài ra bên em có màu đỏ màu đen nữa, anh em có nhu cầu thì vào trang web thimotothủdức.vn để tham khảo nha, hoặc là có thể alo trực tiếp cho em, hoặc là tới cửa hàng địa chỉ 59 Tô Hồng Vân, phường Ninh Tây, Thủ Đức, có thể tới đó xem cũng được, không cần thiết phải mua nha, nên mọi người đừng có ngại. Đồ chơi quá trời nhiều luôn. Rồi Honda CBR bò rừng CBR 650R nè, em đẹp mấy, nhưng mà nghe tiếng nè, cái bộ bộ gì ta, bộ Acabovic R6 cộng với cái cổ Titan này, nghe quá hay luôn. Ô đồ nè, 6888 y chang như cái biển số luôn mọi người, không trùng hợp ghê. 688 thì 6888, ô đồ 6 ngàn mấy, 6888 gây máy lộc tài phát phát, quá đẹp luôn. Rồi là bạn mọi người thấy không, bộ Acabovic, anh em nào lấy cái bộ này thì thêm giùm em khoảng 10 13 triệu nha, tại chủ xe mua hết là 19 giờ mấy á, mới tinh ken xà beng chưa có qua quẹt gì hết mọi người thấy không, nhìn cái bộ này không có chạy xước, cái tem này không có chạy xước gì hết, cổ titan nha mọi người, cổ titan full cộng với bộ Acabovic R6 nha, bô riu bô xịn. Thì bởi em mới mua thì em có cái bộ này nghe hay quá thì em để về cho mọi người tham khảo tiếng luôn. Ưng thì giúp cho em thêm 13 triệu nữa em để cho, rồi còn không ưng thì tụi em gỡ ra gánh mua zin cho anh em không sao hết, tụi em có nhân viên mà gánh liền cho anh em thôi, thấy không, bộ Acabovic hoặc là Acaracin Line nè em hỗ trợ đổi cho. Nghe con này thì nghe cực kỳ hay, cực kỳ phê, tiếng cực kỳ lớn luôn, ấm nữa nha, thấy không, nhìn cái cổ titan quá đẹp luôn. Càng sẽ đẹp đúng mô đồ 6.000 khác, nhìn thế nào ở đó là đẹp chất lượng liền đó, tiếng mô quá hay nha mọi người, có xe bút máy tiếng mô quá hay luôn. Honda CBR 650R đăng ký 2020 thì số Sài Gòn đẹp. Con này thì em chẳng có review gì nhiều hết, 219 triệu 800 ngàn đăng ký 2020 nha. Màu đen nguyên con, lên được cái chắn gió. Đây, mọi người có bộ thấy không? Nhìn là xa, nhìn là chất lượng lên. Xe mắc tiền là mình phải chơi, bây giờ đồ chơi mắc tiền gì này mới gọi là đẳng cấp. Không, về bọn này kia là mọi thứ là quá đẹp kèn xe bèn luôn. Không có gì để chê hết. Không, Honda CBR 650R yếm này kia này, đẹp quá đẹp luôn, không tì vết luôn nha, phục nè, yeah nè, đi thẳng băng nha mọi người, sáng chân khỏi nói rồi, 6.000 mà không cần phải nói nhiều rồi, vỏ zin theo xe luôn, còn gãy chỉ luôn nè mọi người ơi. Máy đang làm mưa làm gió hiện tại trên thị trường với này là giá ngàn này là giá tiền tầm trung tầm vừa tầm 200 mấy á. À, có hai sự lựa chọn đó là nhiều hiện tại bây giờ nha, cực kỳ đẹp luôn, nhìn mấy cái dàn áo, nhìn nó thiết kế đều đặn ghê. Honda này là thiết kế mấy cái chiếc xe chiếc nào cũng thấy cũng ok, gọi là ra được nhiều người đón nhận luôn á. CBR, CB 300, C650, CB 1000, 150 nữa, chiếc nào cũng nhiều người ok hết, nhiều người lựa nữa. Rồi đĩa sau nè, thắng băng nha mọi người, 8 này cái sắc chân hết, nói chung là con tre là đẹp khỏi chê rồi. Vô bọn nhìn là biết hàng chất lượng có nào rồi, quá đẹp luôn. Acabovic R6 nha mọi người, mọi người cứ search trên mạng để tham khảo giá nha. Bữa em mua, bữa chủ xe mua mười mấy 19 triệu á, nhiều chỗ bán mười mấy 21 triệu. Ê, sorry mọi người nha. Nè, cực kỳ đẹp luôn. Đây em chưa có chạy luôn mà.
Đó. Quá đẹp luôn nha mọi người, lửa dọn sạch sẽ hết rồi, phụ trong ngoài này kia là keng xe ben hết bình xăng nè, quá đã luôn. Anh em nào thích là kỹ á về mình dán keo trong đi, nó đẹp xe với lại nó bóng cái xe lên nhìn nó ok. Còn anh em thích gọi là chìm á thì mình dán keo trong nhám thôi đó, hai cái nào cũng bảo vệ xe hết. Tại vì màu đen này thì nó hay bụi lắm, lúc mà nó sạch sẽ thì nhìn nó đẹp, nó cứng cáp lắm, chứ còn bụi thì nhìn nó không được đẹp lắm. Đó, một cô bô này. Quay đi qua lại một cái bô vẫn là điểm nhấn quá đẹp luôn. Mọi người thấy thế không? Thiết kế quá hầm hố luôn, cục máy này kia nè. Quá đã. Nước chân như xe mới luôn, đẹp căng. Sáng chân của em rửa dọn sạch sẽ rồi. Im liền ngồi khỏe khoắn nè. Rồi nha, Honda CBR 650R đăng ký 2020, giá 219 triệu 800 ngàn, xe không có bô nha. Anh em nào ưng bô cổ thì thêm tiền giùm em. Màu đen nguyên con. Quá đẹp luôn, quay góc nào cũng ok hết. Ngoài ra bên đang còn nhiều con xe khác nữa, anh em nào có nhu cầu thì cứ vào trong website của em để tham khảo nha. Đó. Em giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này người kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con, thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu chành áo này, ốc tán này, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu rồi chiều cao in bao nhiêu rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên 1 lít mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát. Thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi. Thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là hút colin nè đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe đó. Đây là cái địa chỉ tiệm của em nè,
ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó. Đi mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua em Boss nè. Có 3 hình thức trả góp nè, trả góp qua em Boss. Thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy 100 triệu thì mình tiếc gì, 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon, với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.